Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Go pop it like Miley. Bật mí câu chuyện lương hóa rồng ở Long An. Tưởng rằng câu chuyện lương muốn hóa rồng chỉ tồn tại trong truyền thuyết, nhưng thời gian gần đây tại Long An đã rộ lên tin đồn gia đình anh Trần Văn Kim ở huyện Đức Hòa đã vô tình bắt được một con lương khổng lồ sắp hóa rồng. Đối với người châu Á nói chung và người Việt nói riêng, niềm ngưỡng vọng đối với rồng, loài vật linh thiêng, luôn mang đến phước lành cho con người đã có từ ngày xưa. Điều đó lý giải cho việc tới tận bây giờ, khi các nhà khoa học vẫn chưa thể khẳng định có rồng hay không, nhưng văn hóa rồng thì đã ăn sâu trong đời sống tinh thần của người dân tại nhiều quốc gia ở châu Á. Truyền thuyết kể lại rằng, rồng thời cổ đại không có móng vuốt và sống trên mặt đất. Thấy mình to lớn có sức khỏe phi thường, rồng muốn làm bá chủ của muôn thú nên đã thách đấu với hổ để giành vị trí này. Một trận đấu long trời lở đất diễn ra, nhưng trải qua nhiều năm vẫn bất phân thắng bại. Cuối cùng, Thượng Đế cảm thấy trận chiến của chúng vô nghĩa nên đã ra lệnh cho hai bên lên thiên đình để hòa giải. Trước khi đi, rồng sợ bị Thượng Đế đánh giá thấp hơn hổ nên cảm thấy rất lo lắng. Khi ấy, Lương đưa ra một chủ ý, gà trống có bộ móng rất đẹp và khỏe. Nếu mượn bộ móng đó thì chắc chắn phong độ sẽ tăng lên gấp mấy phần. Theo lời của Lương, rồng đến tìm gà ngỏ ý mượn bộ móng. Gà nghe thấy vậy, sống chết cũng không chịu cho mượn. Rồng không làm được gì đành thề, nếu ta không trả móng cho anh, hễ chạm chân vào đất là sẽ chết. Lương cũng đứng ra bảo lãnh cho rồng. Nếu rồng không trả móng cho anh, tôi nguyện sẽ suốt đời sống chui lủi dưới bùn. Trước sự quả quyết của rồng cùng lời bảo đảm của Lương, cuối cùng gà đã đồng ý cho rồng mượn móng. Mượn được bộ móng vuốt, rồng và hổ cùng nhau lên thiên đình. Thượng Đế thấy cả hai đều oai phong lẫm liệt nên quyết định cho hổ làm vua muôn loài trên cạn, còn rồng làm vua muôn loài dưới nước. Rồng vui vẻ trở về hạ giới. Tuy nhiên trên đường đi, rồng nghĩ nếu như trả móng lại cho gà, mình sẽ mất đi sự oai phong, các loài dưới nước sẽ không phục nữa. Thế nên giữ lại luôn và không bao giờ đặt chân lên mặt đất nữa. Và cũng kể từ đó trở đi, Lương cũng chỉ biết sống cuộc đời chui lủi dưới lớp bùn nhơ. Một lần có một vị học sĩ đến gặp Lương và bảo, nếu ngươi thực sự muốn có được vẻ uy nghiêm trước kia của rồng thì phải tự chà sát da mình lên đá phiến trắng để cho bong lớp da đen đúa nhơ nhấp kia đi. Có như vậy ta mới có thể làm phép giúp ngươi hóa rồng được. Tin lời của vị đạo sĩ, Lương đã tích cực chà mình lên đá nhưng lớp da đen bẩn không chịu bong ra. Vậy là ước mơ trở thành rồng của Lương cũng theo đó mà tan biến. Tưởng rằng câu chuyện Lương muốn hóa rồng chỉ tồn tại trong truyền thuyết, nhưng thời gian gần đây, tại Long An đã rộ lên tin đồn gia đình của anh Trần Văn Kim ở huyện Đức Hòa đã vô tình bắt được một con lương khổng lồ sắp hóa rồng. Theo thông tin từ những người dân ở các nơi như Cần Đức, Cần Duộc, Đức Hòa, Đức Huệ ở tỉnh Long An, Hóc Môn, Củ Chi của thành phố Hồ Chí Minh và Trảng Bàng ở Tây Ninh, một câu chuyện ly kỳ về việc lương hóa rồng đã được thêu dệt nên. Kéo theo đó là hàng trăm, hàng nghìn người hiếu kỳ hàng ngày vẫn đến nhà anh Trần Văn Kim, sinh năm 1963, ngụ ở ấp Chánh Hội, xã Tân Mỹ, Đức Hòa, tỉnh Long An để được một sở thị lương hóa rồng. Trung bình mỗi ngày có khoảng 20-30 lượt người, còn vào thứ Bảy, Chủ nhật thì con số lên tới 70-80 người. Xe các loại ra vào nhà anh Kim tấp nập, nhiều người dân còn xúi gia đình anh bán vé để có thêm thu nhập. Theo tin đồn, con lương khi được anh Kim bắt lên có màu vàng, hai râu ở bên mép, vảy hai vành tai, nặng 7 kg và dài gần 3 m, trông giống như con rồng. Thông tin còn được theo dệt, con lương hóa rồng này tuyệt đối không ăn được cá chết, dung đất, tôm mà chỉ ăn toàn đậu hũ và chao. Chưa dừng lại tại đó, câu chuyện liên quan đến chú lương sắp hóa rồng này còn có nhiều tình tiết huyền bí khác. Nhiều người dân sống trong vùng khẳng định rằng con lương khổng lồ này có thân hình khá tròn trịa, màu vàng tươi và những đốm đen hay mảng đen trên đầu. Ở đuôi có gai, phần thân trên có 2 khối u mọc ra cân đối hai bên như là chân trước của rồng. Thỉnh thoảng, con lương khổng lồ lại rít lên, nghe như tiếng rồng con kêu. Không chỉ đồn lương hóa rồng mà có người còn giả thuyết ông lương ăn rất đúng giờ, thức ăn là chao và đậu hũ. Ngoài hai thứ đó, lương không ăn gì và sẽ nhịn đói nằm ngẩng đầu lên trời. Sau khi ông lương ăn xong phải mang ra hiên để tắm nắng. Lúc này, lớp da màu vàng của ông lương ánh lên tươi rói rói và nếu tinh mắt có thể nhìn thấy lớp vảy mỏng phần đuôi ở nửa thân dưới. Có người thì lại khẳng định rằng dáng bơi của ông lương trông rất lạ, bơi mà như đang bay trên trời. Thậm chí, hàng xóm nhà anh Kim quả quyết vào ban đêm đều phát ra những âm thanh lạ như tiếng gió rít bên nhà anh Kim và nếu nhìn qua nhà anh thì sẽ phát hiện thấy một cột sáng chiếu thẳng trên trời ngay tại vị trí anh Kim đang đặt bể nuôi ong lương. Chưa hết, nhiều người trong ấp còn cho biết kể từ khi gia đình anh Kim bắt được ong lương thì mọi công việc đều hanh thông, gia đình phát đạt hẳn lên. Trước đây, mẹ anh Kim vẫn thường hay đau ốm thì nay bà cụ khỏe mạnh hơn trước rất nhiều. Nghe thông tin vậy, một số người do quá mê tín còn đốt nhang quỳ lại hoặc múc nước trong lòng nhốt lương đem về để uống trị bệnh. 1 đồng 10, 10 đồng 100, vậy là ông lương bỗng trở thành bảo vật linh thiêng cần được thờ sống. Thế là hương hoa lúc nào cũng nghi ngút quanh nhà anh Kim. Có người ở tỉnh xa đến còn đi thuê chiếu nằm ngay trước cửa nhà của anh Kim để chầu chực được một lần chiêm ngưỡng và xin nước thánh từ ông lương. Không biết thực hư đến đâu, nhưng rõ ràng việc xuất hiện một ông lương chuẩn bị hóa rồng đã khiến cho một vùng quê vốn quanh năm yên tĩnh bỗng trở nên nhộn nhịp. Đi đến đâu, hỏi điều gì cuối cùng cũng quay trở về câu chuyện liên quan tới con lương khổng lồ đang chờ để được hóa rồng nhà anh Trần Văn Kim. Có phải câu chuyện về ông lương hóa rồng là thật, hay đó cũng chỉ là tin đồn thất thiệt của những người mê tín dị đoan? Anh Kim cho biết sáng 22 tháng Chạp, tức ngày 15 tây tháng 1 năm 2012, anh đặt lợp bắt được một con lương da rất vàng chứ hoàn toàn không hề hóa rồng. Anh nghĩ rằng con lương này khác với con lương thường ở chỗ là đầu cục và tròn, lương thường đầu dài và nhọn, nặng 1,6 kg và dài hơn 1 m, lương thường nặng gần 1 kg và dài 0,5 m. Đuôi dẹp lớn, lương thường thì đuôi tròn, mắt gần mũi, lương thường thì mắt thuộc phía sau, da vàng óng, lương thường thì da màu đen luôn. Thế là anh Kim không ăn thịt mà để nuôi. Con lương ăn cá nhỏ, rong, cỏ chứ không hề ăn đậu hũ, chao. Nếu quan sát thật kỹ con lương thì có thể nhận thấy rằng nó hoàn toàn không có khác gì hơn so với những con lương bình thường. Nếu quan sát thật kỹ con lương thì có thể nhận thấy rằng nó hoàn toàn không có khác gì hơn so với những con lương bình thường hàng ngày mà người tiêu dùng vẫn mua ăn. Chỉ có duy nhất một điểm khác lạ, đó là con lương này to và có màu vàng óng. Cũng theo anh Trần Văn Kim, từ ngày nuôi lương cho đến nay, điều hay đâu chưa thấy mà chỉ thấy cuộc sống gia đình xáo trộn do phải tiếp khách, tốn kém trà nước, thậm chí phải nhậu nhẹt say sưa, không đi làm rẫy được. Thời gian đầu thì bà con quanh ấp đến xem, sau đó xuất hiện ngày càng đông những người khách không mời mà đến. Với tình trạng này, tôi định sẽ thả con lương ra thiên nhiên trong vài ngày gần đây, anh Kim cho biết thêm. Theo anh Kim, có một công ty hỏi mua giá vài chục triệu đồng nhưng trả giá xong không thấy trở lại. Khi được đề nghị được một lần nhìn tận mắt con vật lạ, anh Kim vui vẻ bắt con lương đưa ra chiếc thau to để quay phim chụp ảnh. Theo quan sát, con lương trọng lượng khoảng 1,6 kg, dài 1,1 m, có vẻ bình thường như bao con lương khác. Tuy nhiên, điểm khác biệt duy nhất của con lương này là có màu da vàng tươi óng ánh. Con lương không có vành tai, râu vẫy như tin đồn. Nó ăn giun, tôm, cá bình thường chứ không phải chỉ ăn chao, đậu hũ như tin đồn thất thiệt. Bà Mọ, mẹ của anh Kim cho biết, hồi mới bắt được, mỗi ngày có cả trăm người từ khắp nơi đến xem rồi lại về đồn cho nhiều người khác đến. Gia đình con tôi phải bỏ việc để đón những vị khách không mời. Oái âm hơn, có người còn đồn rằng đến xem phải mua vé 25.000 đồng một lượt. Đã thế, nhiều người còn khẳng định tôi được uống nước thánh từ ông lương nên đã mạnh khỏe trở lại, nên có người đến cứ nằng nặc đòi xin một cốc nước từ bể nuôi lương. Bà Trần Thị Sương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Mỹ cho biết, sau khi có tin đồn trên, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thêm phức tạp. Hiện chính quyền địa phương tuyên truyền để người dân xung quanh biết không có việc con lương hóa rồng như tin đồn thổi, như chính mắt người dân đã trông thấy. Đồng thời, xã vận động gia đình anh Kim nên thả ra ngoài tự nhiên hoặc tặng, bán cho ai có nhu cầu. Cũng đồng quan điểm với bà Sương, đồng chí trưởng công an xã Tân Mỹ đã nhiều lần phải đến nhà anh Kim đề nghị người dân giải tán, không gây mất trật tự, ảnh hưởng tới cuộc sống thường nhật của người khác. Có lần, chúng tôi phải cắt cử anh em buổi đêm xuống vận động bà con đang ngủ trước cổng nhà anh Kim về nhà nghỉ ngơi. Lần khác, chúng tôi được người dân thông báo là có người đang lên kế hoạch đột nhập nhà anh Kim để ăn trộm ông lương. Vậy là anh em lại phải cắt cử phân công nhau chốt chặn tại nhà anh Kim đề phòng bất trắc. Nhưng rất may, sự việc tồi tệ nhất chưa xảy ra. Vị trưởng công an xã này chia sẻ rằng, mặc dù chính quyền xã Tân Mỹ đã có những biện pháp để ổn định tình hình, nhưng rõ ràng để tránh những chuyện tương tự xảy ra thì chính quyền địa phương cần phải tuyên truyền sâu rộng hơn nữa tới đông đảo người dân và dần bài trừ những hoạt động mê tín dị đoan. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.